Ôi lại rơi mất dép rồi. Ô, bạn sao xuống lấy dép nào? Bạn sao xuống lấy dép? Ô, thế không cần dép đàm luôn à? Xuống lấy dép đi. Bạn sao xuống lấy dép nào? Nào lại tụt xuống. Ừ. Thế đi xuống, đỗ xe xong rồi xuống đi dép lại, xong bắt đầu lại đi lên. Bạn sao đi vào đi. Tự đi dép à? Rồi con lên xe đi. Ấy da, ấy da, ấy da, đạp đi. À tụt dép rồi à? Thế thì con xuống lại, đi dép lại đi. Lại tụt xuống. Ôi ôi, ôi ôi. Tụt xuống nào Hoàng. Rồi. Đi được chưa? Úi giời, sỏi thế nhỉ? Ôi, treo lên xe. Nào đạp đi con. Hôm nay bạn Sóc sẽ đi xe đạp. Nào, cua quanh đầu nào. Bạn Sóc nhìn lên đây nào. Ôi, tụt dép rồi. Nào bạn Sóc lại xuống lấy dép. Bạn Sóc xuống lấy dép nào. Ôi da. Rồi bạn Sóc lại xe đi. Hôm nay bạn Sóc sẽ tập đi xe đạp đúng không? Nào lên từ bên kia. Bạn Sóc quay sang bên này đi. Lại rơi dép rồi. Bạn Sóc đi dép chắc nhá. Bạn Sóc có đôi dép siêu nhân đúng không? Rồi lên xe. Rồi bạn Sóc đạp đi. Đạp cho, đạp cho mọi người xem ạ. Ok, rất là giỏi. Đạp đi. Bạn Sóc đạp xe nhưng mà chân chưa tới nên là bạn Sóc đạp nửa vòng thôi. Bạn Sóc được mẹ mua cho một cái xe đạp mới nhân dịp sinh nhật. Ôi lại rơi mất dép rồi. Ô, bạn sao xuống lấy dép nào? Bạn sao xuống lấy dép? Ô, thế không cần dép đàm luôn à? Xuống lấy dép đi, bạn sao xuống lấy dép nào? Nào lại tụt xuống. Ừ. Để đi xuống, đỗ xe xong rồi xuống đi dép lại, xong bắt đầu lại đi lên. Bạn Sóc có lời gì muốn chia sẻ với mọi người không? À bạn Sóc. À. Thì trong quá trình bạn đạp xe như thế bạn có gì chia sẻ với mọi người không? À. Có mấy con muỗi nhé ve nó đang săn thịt bạn Sóc. Vì bạn Sóc có thịt rất thơm. Nào, bạn Sóc lên xe nào. Lại tụt dép à? Lại tụt dép à? Phải không? Phải lại tụt dép không? Ôi tụt dép rồi. Nào quay ra đây nào. À ra. Ôi lại tụt mất rồi. Không cần dép luôn. Mà sao không cần dép luôn? Thế thì bỏ dép vào trong giỏ xe. Bỏ dép vào giỏ xe nào. Đấy. Bạn Sóc nhặt vào đi. Nhặt cả chiếc kia nữa. Đấy, chiếc dưới chân. Chiếc dưới chân. Đúng rồi. Bạn Sóc vứt vào giỏ xe. À, vào lên xe, quay đầu xe. Nhưng liệu chân bạn có tới không?
À, liệu chân bạn có tới không? Bạn đạp đi xem nào. Ôi giời, vẫn chỉ được nửa vòng thôi, chưa được một vòng xe đâu. Ây da, bạn sao cài đâu đấy? Cài đâu đấy? Bạn sắp cào đâu đấy? Nào. Ai da. Nào bạn sắp đỗ lại một tí nào. Cho tôi hỏi một tí nào. Thế bạn sắp có xe mới cảm giác thế nào? Bạn sắp có vui không? Bạn sắp có vui không? À. Bạn sắp có vui không nào? Bạn sắp có vui không nào? Bạn sau đang rất là ngại, hôm nay tự nhiên lại ngại bén nén một cách bị mũi đốt à? Anh ra, tướng ngồi kiểu gì đấy? Thế thôi nhá, video này bố dừng ở đây nhá. Hôm khác bố lại quay video tiếp cho Sóc nhá. Rồi, bạn Sóc chào mọi người nào. Chào mọi người, bye bye mọi người. Rồi, con cất dép xong rồi đi vào nhá. Ok, xe các bạn xong, dắt xe vào trong góc nào. Ây da, bên được cả xe luôn. Ui ôi, khỏe thế. Rồi, hôm nay video này tạm dừng nhé bạn Sóc nhá. Nào video này bạn Sóc chào mọi người nào. Bạn Sóc chào mọi người. Chào mọi người. Ô, bye bye mọi người. Ôi, xin chào mọi người, hẹn gặp lại ở video tiếp theo.